Mẹ đã tạo ra một vết sẹo lớn cho con để xin lỗi con. Con không có ghét bỏ mẹ đâu, chỉ là con thấy sợ quá thôi à. Con xin lỗi mẹ. Đứng dậy đi, anh về nhà đi. Điều dừng hầm. Anh quay lại, anh thật sự không biết cần phải làm gì hết, cho nên là anh quay ở đây như vậy. Tốt hơn. Mai anh phải tới văn phòng dọn dẹp nữa. Nếu đi liền sẽ đón được chuyến tàu cuối cùng. Em tiễn anh đi. Anh cho tôi một vé giống vậy đi. Cái này đẹp.